Hi, welcome back to my channel Starskregel, Zombie Catcher. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ cái tiếp theo. Let's go, Chamber Fighter. My name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we played this little tape on loop whenever we closed the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. made you want to work at the Playtime Co factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, someone that can provide kids with the same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really wish I could go back to being a kid. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Ok, let's go, và mình sẽ chuyển tiếp sang the game tiếp theo. And football. Let's go. Continue. Cái này cứ phải đăng nhập lại liên tục. Rồi. Đây là một trong những tựa game khá hot và hay các bạn nhé. Các bạn yêu thích tựa game này có thể download về và sau đó thì sẽ săn lùng cho mình những nhân vật hay. Ok. Và nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ làm đó chính là đá BNT. Tiếp theo đó là gì? Các bạn sẽ nhận những nhiệm vụ ở bên này. Oh, không biết có nhận anh chàng đó không? Mình sẽ kiểm tra xem nào. Home, my team. Vào đây. Ồ, oh, có anh chàng này. Vậy thì khá là ngon rồi. Free Fire. Okay, let's go. Ở đây mình chọn nhân vật Barca và gặp Tottenham Hopper. Anh chàng này thì đang bị xuống rồi. Mình sẽ cho Sơn Dung Minh vào. Rồi, cho anh chàng này vào đi. Thủ môn này đang xuống. Ok, đấy không? Rồi, hết hơi. Ở đây mình là binh màu trắng nhá. Mình màu trắng, white. Và bên kia là anh chàng màu xanh. Ok. Ok, let's go. 1-0. Oh my gosh. Kai Havertz, đó là một hậu vệ cánh hơi chậm một chút, nhưng mà nếu mà đỡ bóng bổng thì anh ta cũng là một trong những người đỡ bóng khá tốt các bạn nhé. Đây là Messi. Oh my gosh, quả đầu không thành công của Ronaldo. Hiện tại thì nick này của mình đang toàn những cầu thủ thường thôi. Và mình chơi trên PES, nền tảng PES, trên PC. Thì nick của mình kia là nick kia cũng khá là ngon. Xung quanh nick thường như thế này. Thủ khá là chắc. Rất khó để có thể tông lên đây. Ở đây nếu mà tuyến giữa các bạn có cái chàng gì nhỉ? Makelele hoặc là anh chàng Vera thì gần như các bạn sẽ là thủ giữa chắc gần như 100%. Đó là hai gọi là hai trung vệ, hai DMF là khỏe nhất của tôi này. Được vị rồi. Zasyang dağıldı. Oh my God. Làm sao? Anh ta chuẩn bị rồi. Các bạn sẽ phải đánh chặn, tránh những đường truyền của anh ta. Mình sẽ cho khe vào này. Có qua được không? Không được. Oh my God. Hơi đưa vào quá rồi. Oh my God. Chuyển lỗi ngay. Thủ môn này khá là hay. Substitution on the field. Number 22, number 8, number 10, James Madison. Oh my God, ấn chuyền nhầm rồi. Hậu vệ ở nhà khá là đông, sợ phạt, rất khó để có thể cong lên nào. Ok. Rất nhiều cầu thủ mình đang chưa nâng được level và mình đang giữ những level đó để có thể các bạn sẽ lấy những cầu thủ khác, sau đó thì nâng cấp level cho cầu thủ ngon của mình. Rồi ok, và tiếp tục mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Hotel T Run. Ok, và tiếp tục từ game tiếp theo. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go và tiếp tục là wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang the game tiếp theo, Play Back Chill. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Uno. Đây là một trong những tựa game khá là hay và hot của những bạn trẻ nhá, yêu thích tựa game này. Let's go. Skip. Skip. Four. Green. Oh my god, green thì hơi khoai rồi. Số 7 này mình lại không có gì. Chín đây rồi. 8 lại không có gì luôn. 4 à? Cũng không có gì. Oh my god. Green. Lại green. Phải đi rồi. Uno. 8 màu xanh. 3 đây rồi. Green. Lại green tiếp. Oh my god. Wow. Anh chàng đã thắng rồi. Và mình đến top 2. Oh my god. Ok. Nhưng mà vẫn lạ nhá các bạn nhá. Super duper. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Remake Monster. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Neko Kitsuburi. Welcome back to my box. That's not good. Okay, let's go over and we see a sound to get the Okay, warte, get the chill. Đơ luôn các bạn ạ. Oh my god. Rồi và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Let's go. Còn cái gì nhờ? Ở đây. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game tiếp theo. Let's go. Free Fire. Đăng nhập lại này. À đúng rồi. Tự nhiên hôm lọ bị đẩy ra, không biết lý do gì. Let's go. Now prepare yourself. Movement is key to surviving Bermuda. Use the left joystick. Sao này là mới tinh vậy nhỉ? Không được rồi. Không biết ai thoát của mình ra rồi. Và không biết cái đó đăng nhập là gì. Thôi, mình sẽ chuyển sang tới game khác đi. Let's go. Ok, và tiếp tục từ game tiếp theo, 2 and 6. Let's go. Oh, bắt khá là nhanh. Ok. Và tiếp tục là mình sẽ vào tựa game đây đi, Dark Riddle 3. Mở cánh cửa này ra, đi tìm chiếc chìa khóa để mở ra. Ném ông ta mà lại không có gì luôn. Ảo thật. Sống. Đã rơi rồi. À, mình đang ở nào. Và mình sẽ sang tới cái đối theo 2 6. Có chỗ để nhảy lên đây chứ. Ở đây. Đã thành công và thoát nạn. Ở đây thì các bạn sẽ phải chạy về đích. Đây câu. Okay.